Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động khuyến công được Bộ Công Thương triển khai hiệu quả, khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Năm 2021 là năm đầu thực hiện chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cũng là năm đầu tiên hầu hết các địa phương trên cả nước tích cực xây dựng và triển khai chương trình khuyến công địa phương trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công của các địa phương năm 2021 tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức, huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, ổn định phát triển, khôi phục sản xuất. Năm 2021, tổng kinh phí khuyến công của cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia là 150 tỷ đồng, kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương là 188 tỷ đồng. Dù nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị triển khai ở cả cấp trung ương và địa phương, công tác khuyến công vẫn đạt được những con số đáng ghi nhận. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid thì doanh nghiệp cũng có bị ảnh hưởng khó khăn. Tuy nhiên thì cũng nhờ chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cụ thể là hỗ trợ cái hệ thống máy móc để tạo hạt máy nén viên và cái hệ thống định lượng để giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và giúp bà con nông dân là sử dụng sản phẩm có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi cũng mong muốn được sự quan tâm, hỗ trợ các cái chương trình của chính phủ, của các chương trình quốc gia để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể yên tâm hơn và tăng cái nguồn lực để sản xuất và kinh doanh được hiệu quả hơn. Thì trước đây thì dùng các cái loại máy thì nói chung là cũng do vốn, rồi là các cái loại máy thì cũng chưa được hiện đại, nhưng rồi cũng được sự quan tâm trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng của Sở Công Thương. Thì coi như vậy là khi mà được hỗ trợ hai cái máy này thì chúng tôi làm, tức là một là tăng năng suất cao, hai nữa là về mặt hàng sản xuất là không có cái phải trừ phần trăm nữa mà chuẩn đét 100%. Hai cái máy này thì rất hiện đại, mà có một cái là không kiếm người làm, nữ cũng làm được, lao động là mới học là làm được thôi. Năm 2022, dự báo dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, để công tác khuyến công đạt được hiệu quả tốt nhất, thích ứng và phù hợp với tình hình hội nhập, Bộ Công Thương đã và đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án đăng ký kế hoạch khuyến công để phê duyệt đảm bảo thời hạn đúng quy định. Yêu cầu các địa phương ngoài việc phân tích bối cảnh tình hình, cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tăng cường, tạo điều kiện gia tăng việc làm cho người lao động, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, nhất là các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị lớn trong chuỗi giá trị từng ngành công nghiệp, khai thác triệt để những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khôi phục, duy trì và thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, chú trọng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch COVID-19. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh về chỉ đạo trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, cụ thể là triển khai đồng bộ các cái giải pháp cho sản xuất cho từng doanh nghiệp, từng cơ sở sản xuất, từng hộ nông dân theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động cho phù hợp, trao đổi về thông tin đầu tư sản xuất giữa các địa phương trong vùng nhằm tạo được những lợi thế, các hạn tránh lãng phí trong đầu tư, góp phần định hướng cung cầu của từng địa phương, lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của các địa phương nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện cho người tiêu dùng. Trung tâm trong tới đã lên cái chương trình kế hoạch. Thứ nhất là nghiên cứu cùng bám sát
với các doanh nghiệp, tiếp cận với các cái chương trình hỗ trợ vốn cũng như các nguồn hỗ trợ vốn khác để đến với các doanh nghiệp, đặc biệt là cái nguồn khuyến công thì chúng tôi cũng đang tiếp tục đồng hành với các đơn vị để có thể là rà soát và đưa vào các cái đề án có thể là hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp. Trước xu thế bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ với nhiều hiệp định thương mại tự do đã được Việt Nam ký kết, chương trình khuyến công quốc gia từ nay đến năm 2025 phấn đấu xây dựng được 340 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoảng 2.000 máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xây dựng và triển khai xử lý ô nhiễm môi trường, sản xuất sạch hơn cho 450 cơ sở công nghiệp nông thôn, hỗ trợ 350 cơ sở đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao động gắn với yêu cầu thị trường. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đã và đang tích cực chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp như tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao từ trung ương đến địa phương trong việc đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công, áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch COVID-19, nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế, thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp địa phương. Cục Công Thương địa phương đã có văn bản hướng dẫn các sở công thương, trung tâm khuyến công, tổ chức dịch vụ khuyến công trong xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng khảo sát, lập đề án nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là người lao động phải chịu cái tác động của dịch bệnh. Ngoài ra lại còn là tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm, các ngành và các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn trong chuỗi giá trị từng ngành công nghiệp, khai thác triệt để những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có thể nói việc triển khai chính sách khuyến công đã động viên và huy động được các nguồn lực trong nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển phù hợp với yêu cầu mới. Các chương trình khuyến công đã tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Nội dung của hoạt động khuyến công có hướng đầu tư đúng, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế cho hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Việt Nam.